Chào các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây đĩa lan, đó chính là cái đĩa lan Sơn Nguyệt. Cái này thì mọi người như thấy đây là em quay đây là nó bị mất cần đúng không ạ? Đấy, nó cũng là một cái đặc trưng với cây Sơn Nguyệt. Lá nó dạng lá rất dài, lá như kiểu dạng lá vũ ấy. Nhưng mà nó có một số những cái nhận diện có thể nó là thứ nhất là qua thân lá. Thì cây này thì hơi khó qua thân lá. Nói về hoa thì anh chị có thể nhìn nhận hoa cây này. Thì anh chị sẽ nhìn thấy được rằng là cây này có thể nhìn về bông hoa được. Bông hoa của nó, anh chị nhìn nở hoa là anh chị sẽ biết ngay nó khác hẳn với những cái cây xanh vàng khác. Thì đây là cái cây địa lan Sơn Nguyệt. Hôm nay em giới thiệu với mọi người là một cây địa lan rừng đột biến. Dạng lá rất là mềm mại đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy đây là lá rất là mềm, lá dài, dạng như kiểu cái lá vũ ấy. Đấy, một trong những cái dạng lá truyền thống mà mọi người hay nhìn thấy. Và một số những cái đặc trưng thì giờ em sẽ giới thiệu ngay để không làm mất thời gian của anh chị. Cái cây đĩa lan Sơn Nguyệt này ấy, thì nó có bộ cánh bông hoa rất là đặc trưng. Anh chị có thể nhìn nhận qua bông hoa là anh chị sẽ biết ngay. Còn nếu nhìn qua thân lá thì nó cũng hơi khó. Thì em xin phép vào mô tả cái dáng lá cũng như là cái cần hoa cũng như là mọi chi tiết để anh chị các bác có thể cùng nắm được để tránh bị nhầm lẫn cái việc mua bán, thì nó là điều không hay. Thì đây thì em xin phép vào cái thân lá của nó. Thân lá của cây này thì đương nhiên mầm nó sẽ là xanh sạch bởi vì nó là xanh vàng mà. Nó xanh vàng thì đây này. Thường thì những cái mép của cái mầm này là nó sẽ lên màu tím. Nhưng đây thì cái mép của nó thì là mầm là màu, mép của nó là màu xanh vàng, nó không màu gì cả. Đây này, các chị nhìn đó. Đây là cái mép lá này. Cái mép lá, mép của cái đuôi lá nhỏ nhất này. Đấy, đây. Nhưng mà thường thì khi nó nhỏ hơn chút thì anh chị nhìn nó sẽ rõ hơn. Mép lá nó xanh sạch á. Còn như nó tím tím, đen đen đây thì là bị như kiểu là bị rám nắng hay gì đó. Đó là vậy. Chứ nó không liên quan gì đến cái việc màu hoa cả. Nó phải là cái mép ngoài này anh chị nhé. Nó là mép ngoài này. Thì nó mới nói lên là cái cây đấy là nó là màu gì. Còn cái cây mà nó mép lá của nó mà màu tím ấy, thì nó sẽ ra mặc hoặc là đỏ. Chứ còn xanh vàng của nó thì mép lá của nó là màu xanh vàng, xanh sạch. Chứ nó không có cái mẹ, nó không màu. Chứ còn ở phần ở trong ấy, phần ở trong không phải sát mép này nhá. Cái sát mép này xanh vàng mà trong nó có màu ấy, thì nhiều khi mình phải nhìn chính xác xem là nó là màu của cây hay là màu của do ảnh hưởng thời tiết phân bón. Thì đấy là một số cái mà anh chị cần lưu ý. Chứ không phải là anh chị cứ nhìn ở cái chỗ ở trong này nó màu tím mà là hoa màu tím thì không phải thế. Khi mà như bên em sổ số nhé, cây phi điệp, cây địa lan rừng về ấy, cây nào nó cứ phải mép này sạch sẽ này, sạch xanh vàng ấy, thì nó mới là cái cây mà có thể là đánh giá lên một cái cây gọi là có thể giá trị, giá điểm hoặc là ra xanh vàng. Còn những cái nào mà nó tía ở cổ này, màu đỏ màu hồng ấy, màu vàng cam ấy, thì nó sẽ có khả năng ra màu cam, màu đỏ. Đấy, còn những cái này nó xanh sạch, cái này thì là hoa xanh vàng hoặc là điểm anh chị nhá, hoặc là có thể là ra được lý, có nghĩa là màu xanh vàng, màu xanh nâu nâu. Đấy, người ta các bác là hay gọi như vậy về những cây này trước rồi, cần xanh. Tiếp theo thì em nói đến cây này là cây xanh vàng thì mầm xanh sạch, chắc là anh chị cũng biết nhiều rồi đúng không ạ? Tiếp theo em nói đến cái dáng lá của nó. Dáng lá của nó thì em cũng nói là nó dạng như lá vũ. Đấy, anh chị nhìn này, nó ra cái nó vòng luôn như lá vũ, nó ra cái là nó ngả luôn, nó ngả luôn này. Đấy, nó ngả luôn, anh thấy không ạ? Đấy, cái lá vũ của nó thì lá nó hơi vặn vẹo hơn, còn cái này lá nó khá phẳng. Anh chị nhìn này, gần như mặt lá nó khá phẳng đấy. Đấy, mặt lá nó khá phẳng chứ nó không, lá nó không vặn đúng không ạ? Đây, như cái lá này nó phẳng này, lá này rất là phẳng. Đấy, nó rất là phẳng, không vặn vẹo. Còn thường những cây vặn vẹo nó hơi vặn này, vặn ngược lại bên này. Đấy, thì đấy là lá vặn. Còn lá này nó khá phẳng, nó không vặn.
đây là cái dáng lá của nó. Anh chị nhìn một nửa thì này thì có thể sẽ dễ hơn. Dáng lá và khá xuôi, rất là mềm, mềm mại, và dáng lá của nó khá là răn. Đây, bị răn từng khắc này. Đấy, như thế. Ngoài ra những cái lá trên này nó có này. Đây nó răn ở những cái điểm này. Đấy, điểm đây. Đấy, đấy là những cái điểm nó kiểu bị gãy. Xong thì cái phần đuôi lá của nó thì khá là nhọn và thẳng, chứ nó có đuôi lá của nó không vặn vẹo. Ví dụ thằng Thanh Ngọc hay mấy thằng khác đuôi lá nó vặn vẹo, nhưng cái thằng này thì đuôi lá nó lại thẳng cắm đất, thì thế không ạ? Đấy, và nó có một số cái lá là nó kiểu như cái thìa đấy. Kiểu như cái thìa, thấy thế không ạ? Đấy, cái lá của nó dài khoảng từ 40 đến khoảng tầm 70 cm, thì cái lá dài được khoảng 70 cm, hình cong dạng lá vũ, và mặt lá khá phẳng và to khoảng từ 2 đến khoảng 3 cm. Đây, những cái lá to này khoảng 3 cm này, những cái cây nhỏ thì nó chỉ khoảng 2 cm thôi, 2 cm, 2 cm rưỡi thôi. Lá của nó thì không có gì đặc trưng để mà chúng ta dễ nhận diện, chúng ta chỉ nhớ cái dáng lá của nó rất là cong và thẳng, nó không vặn vẹo anh chị nhé, và nó hơi răn, lá cong thẳng không răn, thẳng tưng xuống đây này. Đấy, anh chị thấy gần như là thẳng tưng đúng không ạ? Thẳng tưng đấy, nó cứ lên xong nó cong ra thẳng tưng luôn. Đấy là cái dáng lá của nó. Tiếp theo em nói đến hoa, hoa của nó là Địa Lan Xuân. Địa Lan Xuân thì nó có hương thơm đặc trưng Địa Lan Xuân rồi. Đây là cái tổng thể dáng lá, chị nhìn nhé. Đấy, đây là tổng thể dáng lá. Tiếp theo đến hoa, hoa của nó là hoa màu xanh vàng và cần hoa rất là cao, bị mất cần, nở hoa dịp Tết Nguyên Đán hoặc là mùa xuân. Thường thì những cây Địa Lan Xuân này sẽ nở vào mùa xuân là chủ yếu, chứ không mấy khi mà nở vào Tết cả. Bởi vì thời tiết Tết thì nó rất là khó. Khi mà anh chị nuôi khoảng tầm vài chục chậu địa thì sẽ có những chậu địa lan nó nở về Tết. Còn anh chị nuôi ít thì nó đa phần nó nở vào mùa xuân là chủ yếu, chứ còn Tết thì nó khó hơn. Bởi vì Tết nhiều khi nó phụ thuộc thời tiết ấy. Thời tiết có thể là những năm mà nó nhuận hoặc là thời tiết ấm thì nó sẽ đờn đúng Tết. Còn không thì nó sẽ nở vào dịp sau Tết, thường nó sẽ vào tháng riêng âm lịch hàng năm. Có những cây là nở tận tháng 2 mới nở đấy, nhưng năm nay thì là nó nở là sau Tết hơi nhiều, nên là cái việc nở hoa của nó là nó chưa được đạt so với dịp nở đúng mùa xuân. Mùa xuân nở là đẹp nhất, nhưng mà nở có nghĩa là tháng riêng ấy, nở đẹp nhất, nhưng còn thì nở muộn thì nó sẽ xấu hơn. Còn đây là cần tổng thể cần hoa của nó, anh chị nhìn nó bị mất cần đúng không ạ? Mất cần này như em cũng nói với những cái video trước ấy, thì cây này nó mất khoảng 3 bông. Với cái khoảng cách của nó thì cây này nó mất khoảng 3 bông anh chị nhé, khoảng 3 bông hoa đấy, 3 bông. Bởi vì những cái bông đầu tiên này nó sẽ thưa khoảng 3 bông thôi. Thực ra thì 4 bông thì cũng được, bởi vì là như em nghĩ chỉ 3 bông thôi, bởi vì đây nó là 1 bông này. Đấy, thì 1 bông dưới này 2, 1 bông đây là 3, thì 3 bông là vừa phải. Nhiều quá thì nó cũng không nó dày. Bông hoa của nó là cánh bay đằng sau. Đây là những cái bông mà nó nở trước, thời tiết nó mưa rất là nhiều nên là cây nó nở nó cũng không đẹp. Đấy, như đây nó thời tiết ở Hà Nội mấy hôm nay mưa nhiều quá mà thời tiết không đẹp. Cánh hoa nó vai gần ngang và cánh bay đằng sau. Đấy, rất là đẹp. Đấy là một trong những cái bộ cánh này anh chị cần nhớ là vai là ngang, vai gần ngang, đại mở, lưỡi cân đối, môi hoa cân đối. Đấy, cánh bay đằng sau, bay tít. Cái bộ cánh hoa hay ở bông khuôn hoa này rất là dễ nhớ. Nó khá đặc trưng, mất cần. Những cái đặc trưng để nhớ cái này đó chính là cây bông hoa cần hoa mất cần, vai hoa gần ngang và cánh bay. Chia hoa thì nó được tam diện là nhiều rồi. Đấy, cái này chia rất là đẹp, nó rất đều. Cánh bay nó bay đều từ trên xuống dưới, cái sơn nguyệt rất là đẹp. Đấy, thì đây là một trong những cây địa lan rừng đột biến Việt Nam. Anh chị muốn xem và tham khảo thêm các loại thì có thể liên hệ bên em. Mua sưu tầm thì mình về mình tự thẩm nó sẽ là dễ nhất. Mình nhìn nhận thì mình mới biết được cái sự đẹp của nó. Bởi địa lan thì nó không thể giống như là các loại lan khác được.
Cái này thì nó phụ thuộc vào chia hoa, bông hoa, thân lá, rồi rất là nhiều yếu tố. Thì anh chị có thể tham khảo xem thêm trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.